kinh văn nhược tác thánh giải tắc hữu dục ma nhập kỳ tâm phủ nhất hướng thuyết dục vi bồ đề đạo hóa chư bạch y bình đẳng hành dục Kỳ hành dâm giả, danh chỉ pháp tử, thần quỷ lực cố, ư mạc thế trung, nhiếp kỳ phàm ngu, kỳ số trí bách, như thị nãi trí, nhất bách nhị bách, hoặc ngũ lục bách, đa mãn thiên vạn, ma tâm sanh yểm ly kỳ thân thể oai đức ký vô hãm ư vương nạn nghi ngộ chúng sanh nhập vô gián ngục thất ư tránh thọ đương tòng luân trụy việt dịch nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập vào tâm một mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ đề dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục gọi những người hành dâm là trì pháp tử do ma lực trong thời mạt Pháp, khiến nó thu hút giới phàm phu đến cả trăm, cho đến hai trăm, năm trăm, sáu trăm, nhiều đến mức có cả ngàn vạn người. Khi ma chán rồi, nó sẽ bỏ rơi người ấy. Khi sức quyến rũ của ma hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh, nên đọa vào ngục vô gián, thiếu mất tránh định sẽ bị chìm đắm. Giảng nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập vào tâm nếu hành giả xem đây là sự chứng đạt quả thánh vì quan niệm sai lầm nên loại ma dâm và tham dục sẽ nhập vào tâm và chiếm hữu thân ông một mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ đề nó sẽ trở thành người hết mình ủng hộ cho việc dâm dục gọi đó là đạo bồ đề nó sẽ nói rằng ngoài dâm dục ra chẳng có gì cả cũng giống như ở nước mỹ có một giáo phái chủ trương đa thê chủ nghĩa họ cho rằng càng có nhiều vợ càng tốt giáo phái này hoàn toàn giống như loài ma kia vậy khuyến khích và quyến rũ sự ham muốn dâm dục bằng cách nói rất tốt khi có nhiều vợ chẳng có gì nghiêm trọng cả đó là đạo bồ đề càng có nhiều vợ càng hay nó dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục gọi những người hành dâm là trì pháp tử nó dạy đệ tử bình đẳng hành dâm dục nó nói đừng phân biệt giữa người này với người khác hãy cùng nhau hưởng sự hoan lạc chẳng bận tâm vợ của mình hay vợ của kẻ khác họ chỉ việc hành xử theo sở thích ở nước mỹ có một thứ sở thích đổi vợ thật là kỳ quặc có một nơi mọi người đến đổi vợ cho nhau Việc này tương tự như việc làm của loài ma đang đề cập trong kinh, gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Những người tham gia vào việc hành dâm với y được gọi là người giữ gìn pháp tử, là người nối pháp do ma trao truyền, do ma lực trong thời mạt pháp, khiến nó thu hút và mê hoặc đồ đệ từ giới phàm phu đến cả trăm cho đến năm trăm, sáu trăm, đến cả ngàn vạn người cuối cùng khi ma vương chán rồi các bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nó bỏ rơi người ấy điều gì sẽ xảy ra khi ma bỏ rơi người ấy sẽ không còn thần thông nữa khi sức quyến rũ của ma đã hết người ấy bị rơi vào vòng lao lý sức quyến rũ của nó có được là nhờ vào thần thông Ma Vương có được thần thông nhưng bây giờ Ma Vương đã bỏ đi rồi. Vì thế người ấy không còn thần thông nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Nó vi phạm luật pháp quốc gia. Trước đây khi nó còn thần thông Ma Vương có thể giúp đỡ nó thoát khỏi luật pháp quốc gia và ngăn chặn không cho nhà chức trách biết sự việc ấy. Nhưng khi Ma Vương bỏ đi, kẻ phàm phu này trở lại như một người bình thường thì anh ta là một kẻ phạm pháp người ta sẽ nhận ra anh ta là một ông thầy thuộc giới bàng môn tả đạo chuyên bịp bợm lừa dối học trò bằng bùa ngải kỳ dị vì vi phạm luật pháp nên bị bắt và tống giam do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh nên không gặp được chánh đạo sẽ đọa vào ngục vô gián cũng sẽ nhất định rơi vào ngục a tỳ sao vậy vì lạc mất chánh định nên sẽ bị chìm đắm